Xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phi, nhân viên của hợp tác xã Giao Phúc Sen ạ. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu mọi người kiểu dáng giao tông nhá. Giao tông gồm có giao chặt xương, giao chặt gà và một mẫu giao thái bản nhỏ và dài để giới thiệu đến với mọi người. Thì thông thường thì các anh chị đã rất là quen thuộc với những kiểu dáng giao bản vuông truyền thống, những kiểu giao bản vuông. Thì trong clip hôm nay thì em sẽ chi tiết ba sản phẩm giao tông, kiểu dáng giao tông này đến với tất cả anh chị mình nhá, để anh chị mình có thể tham khảo và về thông số kỹ thuật cũng như là giá thành của sản phẩm. Nếu mà ưng ý thì mình có thể mua ba sản phẩm này luôn. Thì đầu tiên đấy chính là mẫu giao chặt xương to, có mã là G07CX. Đây ạ, đây là mẫu giao chặt xương to nhá, có mã là G07CX. G07CX này. Chiều dài lưỡi của sản phẩm này sẽ là 28cm này. Bản rộng này là bản rộng 7 này. Và độ dày lưỡi ở đây sẽ là độ dày lưỡi là khoảng 5-6mm. Và cán ở đây sẽ là 12cm. Cái sản phẩm này anh chị ạ, anh chị mình có thể dùng để chặt xương to như là xương ống, chân giò này. Và cũng có thể dùng để chặt gỗ, chặt tre cứng được. Nói chung là dao tông nó cũng kiểu như là cái dòng dao mèo ấy, mình có thể sử dụng trong nhà bếp được này. Và cũng có thể mang ra vườn để chặt cây được. Và đây chính là cái dòng dao tông để chặt xương và có thể chặt gỗ, chặt tre cứng được ấy. Đó. Còn mã là G07CX và sản phẩm này giá niêm yết của bên em đang bán với giá là 349.000 nhá. 349.000 một cái sản phẩm này, đó chính là giá niêm yết của bên em. Khi mà các anh chị mà mình mua combo ấy thì giá thành nó sẽ ưu đãi hơn, hoặc là trong cái ngày hôm đấy bên em có cái chương trình khuyến mãi nào ấy thì nó sẽ rẻ hơn nhá. Thì em đang báo giá với mọi người là giá niêm yết, giá niêm yết nhá. Ok ạ, tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm dao chặt gà có mã là G07 nhá. Đây sẽ là dòng dao chặt gà có mã là G07. G07 này là sản phẩm dao chặt gà, dao tông chặt gà này. Chiều dài lưỡi là khoảng 24-25 này. Đó, chiều dài lưỡi nhá. Còn cái cán này là 12,5 này. Độ dày lưỡi ở đây là độ dày lưỡi 3mm này. Và nặng từ 550-600g. Thì anh chị mình có thể dùng cái sản phẩm này để chặt gà vịt này, chặt sườn này. Và mẫu này phải nói là mẫu này chặt dừa cực kỳ tốt anh chị ạ. Mẫu này chặt dừa rất là tốt luôn nhá. Chuyên để chặt dừa, nó là một cái ở trong những cái miền mà hay bán dừa nhiều ấy, anh chị rất là lấy sản phẩm này, tại vì độ giữ sắc của nó cực kỳ lâu, nên là khi mà mình sử dụng sẽ không phải mài nhiều. Và mẫu G07 này đang bán với giá niêm yết của bên em đó chính là 289.000 nha anh chị nhá. 289.000, đó là dòng dao tông, dao tông có mã là G07. Tiếp theo thì trong clip ngày hôm nay thì em giới thiệu mọi người nữa, đó chính là một sản phẩm dao thái bản dài ấy, bản Takuhiki. Nó được kiểu, nó là kiểu giống như kiểu dao Nhật ấy, dao Nhật phiên bản Việt Nam. Em hay nói trêu rồi là chính là dao Nhật phiên bản Việt Nam. Thì sản phẩm này này có mã là N15DD. N15DD đây. Chiều dài lưỡi của sản phẩm này là khoảng 25-26. Bản rộng này là bản rộng 3-3,5. Độ dày là khoảng 1,5mm. Để anh chị mình có thể thái này, bổ dưa này. Đối với anh chị nào mình nhà mình bán bánh mì, mình thái bánh mì kẹp thịt ấy, thì thái thịt nó rất là mỏng nhá. Nhìn này thôi, nó không dẻo đâu, nó không kiểu mềm quá đâu, nó rất là cứng. Sản phẩm này có mã là N15DD và đang bán với giá là 299.000 một sản phẩm đó. Đấy chính là mẫu dao thái bản Takuhiki đấy. Nó cũng thuộc kiểu dáng dòng dao tông mà em giới thiệu mọi người đấy. Nó sẽ là combo 3 sản phẩm, một gói dao chặt xương to dáng tông này, dao chặt gà này, và một kiểu dáng nữa. Đây sẽ là dáng dáng này sẽ là dáng dao thái. Đó, combo 3 sản phẩm này. Thì combo 3 sản phẩm này em báo giá với mọi người ấy, đó chính là cái giá niêm yết. Còn khi mà mọi người mua combo 3 sản phẩm này thì giá thành nó sẽ ưu đãi hơn rất là nhiều. Và là trong cái chương trình khuyến mãi lúc đấy của bên em đang có cái chương trình nào thì giá thành của nó sẽ khác ấy, thì em sẽ báo giá luôn với tất cả mọi người lúc đấy nhá. Thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline của bên em, đó chính là số 0987 240 733, hoặc là mọi người có thể kết bạn Zalo vào số 0987 240 733 giúp em, và hoặc là bình luận vào dưới bài viết này giúp em thì em sẽ liên hệ lại với tất cả mọi người. Và clip này em sẽ dừng lại tại đây nhá.
và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối rất là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.